Quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng hoạt động mạnh, ngày mai miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Dự báo mức nhiệt cao nhất sẽ duy trì ở mức từ 36 đến 38 độ. Riêng khu vực Trung Du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tiếp tục cao tới 38 đến 39 độ, có nơi đạt 40 độ, chạm ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ban ngày nắng là thế, nhưng về tối và đêm, ở khu vực vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện những cơn mưa rào và rông ở mức dài rác. Trong mưa rông, đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió rất mạnh. Cũng chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây và hiệu ứng gió phơn. Ngày mai, một dọc các tỉnh thành miền Trung xuất từ Thanh Hóa trở vào cho tới Bình Thuận cũng xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ. Và dự báo tình trạng nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần này. Ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh. Dự báo nhiệt độ trưa chiều, chiều mai ở Tây Nguyên sẽ phổ biến ở mức từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, vì thế mưa rông sẽ gia tăng nhiều hơn cả về diện và lượng. Ở Nam Bộ, về chiều và tối sẽ có mưa nhiều nơi. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên mưa cũng tăng lên ở mức dài rác, người dân đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Thưa quý vị, du lịch Quảng Nam không chỉ có di sản thế giới phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, mà còn sở hữu vô cùng nhiều những bãi biển đẹp, những khu du lịch sinh thái và địa điểm du lịch hấp dẫn du khách khác. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với hòn kẽm đá rừng, một tuyệt phẩm mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan sông núi hữu tình, mà còn được nghe kể về những giai thoại nơi đến cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Duy Hiệu chống ách đô hộ của thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương. Nếu đến hòn kẽm vào buổi sáng, bạn sẽ bắt gặp một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Con sông thu bồn lững lờ uốn lượn bên những triền đá và dấu tích gò đống, cỗ ngựa dưới làn sương khói mờ mờ ảo ảo ngồi trên con thuyền xuôi dòng, những đụn cát cao và dài dần dần mở ra, thấp thoáng những nương ngô, bãi sâu xanh ngát, những con thuyền mua bán tấp nập. Một cảm giác bình yên đến lạ, con người dường như được hòa vào với thiên nhiên, rũ bỏ hết những phiền muộn âu lo. Nếu có dịp đến với mảnh đất xứ Quảng, hãy ghé thăm hòn kém đá rừng để có được những trải nghiệm ý nghĩa bạn nhé. Đến đây chúng tôi cũng xin khép lại bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.